Chào mừng các bạn đến với sologame.net và đây là bản tin game 360, nơi những thông tin nóng hổi nhất về làng game trong nước và quốc tế liên tục được cập nhật. Sau đây, hãy cùng đến với những nội dung chi tiết. Nếu như Ubisoft đã từ bỏ hoàn toàn ý định sử dụng hệ thống DRM trong những tựa game tương lai để cải thiện mối quan hệ với cộng đồng game PC, thì EA lại đang rơi vào tình cảnh hết sức éo le do chính hệ thống này tạo ra. SimCity, tựa game mô phỏng xây dựng thành phố, đã không thể có một ngày ra mắt như mong muốn khi người chơi không thể log in, lag, crash game, mất file save, mất kết nối, v.v. Không cần phải là một chuyên gia về Internet, chúng ta cũng có thể hình dung ra được cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ cho hàng triệu người chơi trên thế giới là rất lớn. Còn những nhà phát hành thì vẫn không thể hiểu ra rằng họ chưa thể có một hệ thống như vậy. Hiện tại, những giải pháp tạm thời như cắt giảm tính năng online, tăng số lượng server đã được triển khai, nhưng tác động của chúng vẫn chưa được kiểm định. Đây tiếp tục là một bài học cho những nhà phát hành trên thế giới. DRM và PC là hai thứ không thể đi liền với nhau. Lợi ích của việc giảm bớt nạn game lậu không thể bù đắp cho việc phá hỏng cả một trải nghiệm chơi đơn hấp dẫn. Dù FIFA 4 đã được công bố là đang trong giai đoạn phát triển từ rất lâu rồi, nhưng những hình ảnh concept art và screenshot đầu tiên mới chỉ xuất hiện độc quyền trên tạp chí Game Informer mới đây thôi. Tiêu đề của game chỉ còn đơn giản là FIFA, và nó sẽ là một phiên bản reboot tái tạo lại toàn bộ hình ảnh của dòng game này để mang nó đến với lượng người chơi đông đảo hơn. Tuy nhiên, những fan gạo cội của FIFA có thể yên tâm vì chắc chắn sau thành công với Deus Ex Human Revolution, Studio Eidos Montreal sẽ biết mình cần phải làm gì để có thể đưa thương hiệu của một trong những tựa game hành động lén lút kinh điển lên tầm cao mới. FIFA dự kiến sẽ đặt chân lên PC, PS4 và các hệ console Next Gen trong năm 2014. Thị trường console sẽ sôi động hơn bao giờ hết khi đây không còn chỉ là cuộc đua song mã của hai hãng khổng lồ Sony và Microsoft nữa. PC cuối cùng cũng đã có được tiếng nói riêng của mình và chứng minh rằng đây mới là nền tảng của tương lai. Và người làm được điều đó không ai khác ngoài nhà phát triển huyền thoại Valve. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Gabe Newell nói rằng: "Chúng tôi sẽ bắt đầu gửi những phiên bản mẫu tới khách hàng để lấy ý kiến của họ trong một vài tháng tới." Ngoài ra, ông còn cho biết thêm, chiếc máy này có tính mở và sự linh hoạt của một chiếc PC, nhưng được thiết kế để phù hợp với không gian của phòng khách. Những vấn đề như nhiệt lượng tỏa ra đi kèm với hiệu năng cao đang là chướng ngại cần vượt qua trong quá trình phát triển. Nhưng hy vọng rằng chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những gì mà Valve tạo ra tại kỳ hội chợ E3 lần này. BAFTA Games Awards, giải thưởng thường niên do Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh Quốc, đã diễn ra vào ngày 5 tháng 3 vừa qua tại khách sạn London Hilton. Tựa game Journey đã thắng lớn với giải thưởng trong hạng mục chỉ đạo nghệ thuật, âm thanh, thiết kế, online multiplayer, soundtrack. Game hành động hay nhất đã thuộc về Far Cry 3. Trong khi đó, XCOM Enemy Unknown giành giải game chiến thuật hay nhất. Những hình ảnh từ BAFTA Games Awards sẽ được cập nhật trên sologame.net trong thời gian tới. Company of Heroes 2 đã bị lùi ngày phát hành đến 25 tháng 6. Sega và nhà phát triển Relic Entertainment vẫn đưa ra lý do quen thuộc: thời gian sẽ được đầu tư để tựa game này đạt chất lượng cao nhất, xứng đáng kế thừa người tiền nhiệm. Nhưng nếu để ý kỹ hơn một chút, ngày phát hành ban đầu của Company of Heroes 2 sẽ là vào 12 tháng 3. Đây cũng là lúc bản mở rộng Heart of Swarm có mặt trên thị trường. Chắc chắn một tựa game chiến thuật thời gian thực như Company of Heroes 2 không muốn có sự cạnh tranh quá lớn như vậy. Nhưng tất nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Những gì mà gamer có thể làm là tiếp tục chờ đợi và hy vọng vào một trải nghiệm chất lượng từ Sega. Mới đây, EA đã gửi tới một loạt nhà báo hoạt động trong ngành game những tấm thiệp mời đặc biệt tại hội nghị GDC sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Điều đáng chú ý là bố cục trang trí và hồng chữ trên tấm thiệp này làm cho người ta có cảm giác rất quen thuộc. Hẳn bạn cũng có thể đoán ra đó là Battlefield 3. Đúng vào khoảng thời gian này 2 năm trước, bản demo đầu tiên của Battlefield 3 cũng đã được tung ra. Liệu đây có phải là công bố chính thức của EA về Battlefield 4? Tựa game sẽ cạnh tranh với Call of Duty cho danh hiệu ông vua FPS vào cuối năm nay. Hãy cùng chờ xem. Và đó là tất cả những thông tin trong game 360 tuần này. Chúng tôi rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc trong phần comment bên dưới. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.